Em chào tất cả các bác nha, xưởng anh em thợ rèn xưởng dao Phúc Xe đây các bác, chào tất cả các bác. Đây là những cái mẫu dao đi rừng mà mấy hôm rồi không lên video của các bác đấy ạ. Mấy mẫu phát số 4, số 5 các bác tập trung chủ em cho em là hai mẫu đấy, là hai mẫu rất là lâu rồi em không lên hàng cho tất cả các bác, thì hôm nay mới có cơ hội để lên hàng cùng tất cả các bác mẫu đấy đấy. Nên là bác nào mà mình đang tham khảo cái dòng này thì hôm nay mình tập trung vào cái mẫu đấy giúp em các bác nhá. Ngoài ra thì hôm nay sẽ lên dao theo cặp các bác nhá. Các bác cùng em xem hết tất cả những cái sản phẩm, những cái em dao yêu quý mà hôm nay em gửi tới tất cả các bác. Các bác cùng em xem hôm nay các em đấy có những cái sự duyên dáng nào, sự đẹp đẽ nào. Và nếu mà mình ưng thì mình cũng có thể ủng hộ em Huyền, anh em thợ rèn xưởng dao Phúc Sen HD. Một con thôi, đừng ủng hộ nhiều. Em nói thật các bác, đừng ủng hộ nhiều, vài con cùng một lúc. Các bác cứ mang một con về để mình xem đã. Chất lượng ok đấy, hợp mình đấy, mua tiếp không sao cả. Lần này đẹp, lần sau nó còn đẹp hơn các bạn. Đấy là câu các bác nói với em ấy. Trước mua ấy thì các bác cứ bảo là mua bảo sợ nó hết đẹp, nhưng càng dần lại càng thấy xưởng ra nhiều mẫu đẹp. Thế là các bác ấy lại phải sắm thêm. Nên là các bác cứ mua một con của xưởng dùng đã. Còn không thì mình cứ xem video nhé, ủng hộ em này. Và nhắn tin qua Zalo kết bạn cùng em để xem những cái video dao đi rừng, những cái mẫu dao đẹp để gửi tới tất cả bác. Đầu tiên là một em dao mèo Nhật các bác nhá. Em dao mèo Nhật lưỡi 30. Bản rộng rơi vào là bản 4,2 đến 4,3. Độ dày sống lưng là 5 ly, cán là sử dụng dòng cán ốp vót vân như thế này, vót đốt như thế này các bác nhá. Rất là xinh, dáng vừa phải, chốt 1, 2, 3 đinh và cán hơi loe như vậy này. Nhám hai mặt luôn, dòng này hiện tại đang là nhám hai mặt các bác nhá. Cầm đối với cái dòng mèo Nhật này thì mình cầm cực kỳ là đầm tay rồi. Không còn một cái dòng nào mà gọi là dễ dùng như cái dòng mèo Nhật này rồi. Bởi vì lưỡi của nó là lưỡi thẳng các bác nhá. Các bác có thể sử dụng trong gia đình được. Đi rừng mình chặt phát rất là tốt luôn. Mình chặt cây củi to cũng rất tốt này. Mình phát cũng được diện tích rất là rộng này. Với cả độ dày của nó 5 ly nhưng bản rộng nó chỉ rộng hơn 4 phân thôi. Nên là trọng lượng con hàng của nó sẽ nhẹ này các bác nhá. Nó sẽ nhẹ chỉ khoảng hơn 6 lạng thôi. Nên là mình cầm mang đi theo, mình không sợ bị nặng tay, nhưng mà cái chức năng của nó đạt được cho mình là rất là cao đấy các bác ạ. Gọi là một em dao tương đối là đầy đủ chức năng cho tất cả các bác. Em mã số 1, một em dao mèo Nhật nhám hai mặt, chốt đinh đồng, cán gỗ mun, cán ốp như vậy, sẽ có giá là 350.000 một em các bác nhé. Đến mã số 2 sẽ là hai em Parang bản truyền thống dòng đi rừng cho tất cả các bác. Nói về dòng Parang này thì nó cũng không xa lạ gì với những cái bác mình thường xuyên sử dụng dao rồi. Kể cả dao đi rừng hay dao nhà bếp thì cái con Parang này là một trong những con mà bữa tiệc nào cũng có mặt, cuộc vui nào cũng không thiếu em nó. Bởi vì nó quá là quen mặt rồi. Bởi vì cái dòng Parang là cái dòng dễ dùng. Thường thường ấy, trên thị trường bác thì sẽ có Parang là lưng sống thẳng. Nhưng Parang của bên em hiện tại mẫu này nó đang là lưng cong như vậy các bác nhá. Lưng hơi cong như vậy, lưỡi sắc vẫn là 30. Lưỡi sắc 30, ở đây em sẽ không để đoạn an toàn nữa bởi vì hiện tại mình đã có sử dụng dòng chắn đồng rồi. Nên đoạn này mình sẽ không mài an toàn, nhưng nó vẫn đáp ứng được cái sự an toàn khi mình các bác dùng thì mình đã có chắn đồng ở đây rồi. Nên là các bác không sợ là cái tay mình sẽ bị tụt vào cái lưỡi sắc của nó các bác nhá. Lưỡi là 30, bản rộng phần rộng nhất rơi vào bản 5,3 đến 5,2, độ dày sống lưng là 5 ly này. Đặc biệt ở đây là ở đây con hàng này nó nhám một mặt để đen dòng đen truyền thống như thế này các bác nhá. Đấy, con này thì dòng dùng cái dòng UAT của Nga. Cái cặp này là hiện tại em đang dùng dòng UAT của Nga, bao chặt tốt cho tất cả các bác. Nếu không tốt thì hoàn tiền, không tốt thì trả lại hàng. Đấy, không tốt thì hoàn tiền, không tốt thì trả lại hàng, thế thôi. Và các bác cũng chỉ nên mua một con thôi, đừng mua nhiều. Còn nếu mà mình đã tin tưởng có khách quen rồi, đã là giới thiệu của anh em bạn bè rồi thì quất luôn mấy con cho em không sao nhá. Đấy, như con này thì nó sẽ là dòng cán giọt này. Cán giọt ở đây em sẽ sử dụng con này là cán gỗ mun. Nó rất là nhẹ các bác nhá. Nhẹ này, không ngấm nước, không mối mọt này. Dòng gỗ mun là dòng gỗ dai các bác nhá. Dai, nhẹ, không ngấm nước, không mối mọt, vân đẹp, đính. Đấy, một em Parang nhắm một mặt, cán giọt và lá chắn đồng vàng, chốt đinh đồng vàng. Đấy, khâu đồng vàng như vậy sẽ có giá là 420.000 một em. 420.000 một em. Hàng của em là hàng làm từng con nên mình sẽ chú ý từng tí một, kể đến cái phần khâu tra cán nhá các bác nhá. Đấy, nhìn cho từ đây về sau em sẽ lưu ý là cho bác nhìn được cái lưỡi dao thẳng tăm tắp như thế này này. Đấy,
từ nay về sau em lên hình em sẽ chú ý cho bác nhìn cái này, bởi vì việc mà một con dao có lưỡi thẳng với cái cán nó cực kỳ là quan trọng. Không chỉ cần mẫu mà đẹp, chất lượng lưỡi thép tốt, mà cần phải quan trọng là cái khâu tra cán của người thợ nữa các bác nhá. Đấy, nó phải thẳng như này khi mà các dùng nó không bị cong vênh. Còn nếu mà con dao mà nó lệch về cán thì thôi, rất là khó dùng luôn. Đấy, nên là ngoài cái chất lượng lưỡi thép này, ngoài cái dáng dao này, ngoài cái chất lượng cán dao và mẫu giá cán dao, thì em sẽ bổ sung thêm cho tất cả bác một cái mảng là như thế nữa các bác nhá. Đấy, em này là cán gỗ cầm chỉ, chức năng và trọng lượng mọi thứ của nó tương tự như em cán môn vừa đấy thôi. Chỉ là em này là sử dụng dòng cán gỗ cầm chỉ. Bác nào mà mình thích dòng gỗ cầm chỉ sáng sủa hơn thì mình sử dụng con gỗ cầm chỉ cho em. Còn mình là người trầm tính hơn thì mình chuyển sang dòng gỗ môn cho em. Em này cũng có giá là 420.000 một em các bác nhá. Những em ra hôm nay em lên sẽ có những em có vỏ và những em dao không vỏ. Nếu các bác muốn xem em nó có vỏ thì trông như thế nào thì mình cũng có thể ấn nút theo dõi kênh để xem những cái video sau của em lên sẽ là video có vỏ cho tất cả các bác mình cùng thưởng thức các bác nhé. Đó, đến mẫu số 3 là hai em dao mèo. Em này được cái cán quá là đỉnh. Em vẫn thế mà vẫn có hai dòng cán, đó là một cán gỗ cầm chỉ và hai cán gỗ mun cho tất cả các bác lựa chọn. Cán là vót đốt trúc gỗ mun như thế này, chốt hai đinh có lỗ đồng ở đuôi dao như này cho các bác, có chắn đồng vàng như thế này các bác nhá. Một em dao mèo lưỡi 30, bản rộng chỉ rơi vào khoảng 4,5 thôi. Độ dày sống lưng là 5 ly, tổng trọng lượng em này vì có lá chắn đồng vàng nên nhưng nó chỉ rơi vào là 6 lạng rưỡi. Cực kỳ nhẹ nhàng và vừa tay, còn bác nào thích đầm hơn mình có thể nâng lên. Con này gần 7 lạng như này các bác nhá. Gần 7 lạng như này cho tất cả các bác là mình cực kỳ là vừa tay rồi. Bao chặt xương cây củi to cho tất cả các bác thoải mái, che giả vô tư các bác nhá. Đã là dòng mèo là dòng đa di năng nhất. Các bác chặt nặng thì mình cứ chặt ở đoạn này cho em, còn đoạn này nhọn nhọn này các bác mổ lọc cho em. Con mèo là một con hàng dòng truyền thống đa di năng các bác nhá. Đáp ứng đầy đủ mọi chức năng chặt lọc thái. Đấy. Chặt lọc thái đào hố vót trông. Em nó làm được cả. Đây là một em da mèo cán gỗ mun không vỏ thì sẽ đồng giá đối với mã số 3, một em dao cán mun, một em dao cán gỗ cầm chỉ thì sẽ đồng giá là 395.000 một em đối với là một em dao cán gỗ có lá chắn đồng như thế này và có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này, rất là sáng sủa để các bác xỏ dây vào đây các bác nhá. Đấy, còn sống lưng dao thì nó gọi là vào đều tăm tắp. Đó. Đấy, nên là điểm này sẽ là một trong những điểm mà các bác cần chú ý khi mà mình mua dao trên thị trường các bác nhá. Mã số 3 sẽ là có giá là 395.000 một em dòng mèo. Mã số 4 dòng dao phát, con này chú ý ở em hai cái cán ạ. Cái cán dao phát này rất là xinh. Đấy, nhiều bác mình cực kỳ thích cái dòng dao phát này. Nếu mà mình không muốn sử dụng cái dòng gọi là dòng dòng nhọn thì mình có thể tham khảo sang dòng dao phát mũi tù như thế này cho em các bác nhé. Dòng dao phát mũi tù cán gỗ ốp, đặc biệt là ở đây mình sẽ là vót vân như thế này. Vót vân như thế này nha. Vót vân để sao khi mà các bác cầm mình có điểm tì hơn. Đặc biệt ở đây có cái đoạn cách an toàn tương đối là sâu, rơi vào khoảng 2cm như vậy. Thì là trừ cái lưỡi này đi thì lưỡi sắc nó còn 33 các bác nhé. Còn đỉnh sống trên này nó rơi vào 35 từ cán đến lưỡi. Đấy, dòng dao phát để các bác chuyên đi rừng. Dao phát chuyên đi rừng, chặt cây củi to hoặc là các bác chặt chân giò thủ lợn cực kỳ là OTK. Chặt nguyên con lợn quay quá là bình thường với em này các bác nhá. Đó, em dao phát lưỡi 35 thì hiện tại em đang có hai con. Cán em này sẽ rơi vào là 12,5 các bác nhá. 12,5. Đấy, những cái đoạn này rất là hay này. Những cái đoạn này rất là hay này các bác thấy không ạ? Đặc biệt là những cái con này có những cái đoạn tì như thế này rất là hay. Thứ nhất là không bị trơn tuột này. Thứ hai là mình có bệ tì, có vết điểm tì. Thứ ba là nhìn cái con dao của mình nó được đẹp, hài hòa. Đấy, dòng phát mũi tù của bên em là mình sẽ có lưỡi 30 và lưỡi 35. Như mẫu số 4 nó sẽ là lưỡi 35, còn mẫu số 5 nó sẽ là lưỡi 30. Bác nào mình thích nhẹ nhàng hơn, không thích quá dài, không cần quá dài, mức độ là chặt như thế này là vừa rồi. Như con này cũng là đáp ứng được một con lợn quay cho tất cả các bác nhá. Một em dao lợn quay thì con này là bất chấp hết từ thủ lợn xương ống, chặt hết nguyên con lợn quay thì em này có thể đáp ứng được cho các bác này. Còn đi rừng thì các bác vô tư đi chặt tre già thì mình yên tâm, mắt già to mắt già, miễn là tre cây củi to vẫn chặt được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã được lựa chọn dưới những thanh nhíp xịn rồi. Nhíp xịn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thợ tôi, mình đã có kinh nghiệm rất là lâu rồi. Đấy, toàn là thợ này lâu năm rồi. Đấy, mà bề mặt dao với cả cách đập dao của mình thì đều được chú trọng từ cái bề mặt dao rất là láng mịn cho tất cả các bác này. Từ bề mặt dao rất là láng mịn này, từ cái đường tôi dao đến lược mài ấy, mình rất là sắc. Nhiều bác ấy mình thắc mắc là cái có nhiều đơn vị khác họ không mài cho các bác lên sáng như thế này mà nó hơi loang 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 như vậy. Để nói với các bác một điều là
Đúng là dao Cao Bằng đấy, đúng là dao tôi nước đấy. Để cho các bác nhìn thấy vết tôi nhỉ. Nhưng thực sự ấy, em lại không thích như thế. Hàng mình xịn thật thì mình không ngại các bác. Em cứ mài sáng cho cả các bác để nhìn con dao nó đẹp. Đấy, đấy là quan điểm của em. Còn nếu mà bác nào mà mình thích mà để loang ấy thì em vẫn cứ để loang cho bác thôi. Mình đỡ phải mài sáng như này nữa các bác ạ. Thực ra mài sáng này mình lại thêm một công đoạn. Nhưng cái quan trọng là cái con dao của mình nhìn sẽ đẹp và sẽ sắc lịm hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, mã số 5 và mã số 4 đều là dòng dao phát. Đối với lưỡi 30 sẽ có giá là 350.000 một em. Còn lưỡi 35 sẽ có giá là 420.000 một em các bác nhá. Đến dòng số 6 nó cũng là dòng dao phát, nhưng con này sẽ thuộc hệ cán tra, dòng cán 20 tầng. Có bác thích cán tra, có bác thích cán ốp, có bác thích mỗi bác thích một kiểu. Vậy nên dù lưỡi dao nó có giống nhau, chất lượng nó ngang nhau, nhưng vẫn đem cho tất cả bác những cái cán khác nhau để mình được lựa chọn. Đấy, miễn sao là mình thích cái nào thế thôi. Như em này sẽ là một em lưỡi phát 30 này. Như em này sẽ là em 30 này các bác nhá. Em này là 30 và cán sử dụng dòng cán 2 tầng. Đấy, có bác mình sẽ thích 2 tầng bởi mình nhìn con hàng một cái mình đã có điểm nhấn ở cái cán rồi, đúng không ạ? Và có bác thích 2 tầng bởi bác cảm thấy là cán tra thì mình cầm êm tay hơn. Mình cầm êm tay hơn, mình thích hơn. Nhưng mà có bác lại thích cán ốp vì mình cảm thấy đầm và chắc chắn hơn. Đấy là cảm thấy của tất cả các bác, gọi là sở thích của mỗi bác thôi. Ok, các bác thích thế nào cũng được, không sao cả, nhưng chất lượng của nó là ngang nhau. Các bác sử dụng ngang nhau, ok nhau. Anh này dùng 10 năm, anh này vẫn cứ dùng được 10 năm. Anh này biết dùng thì dùng 20 năm. Anh này không biết dùng, không biết mài thì mình dùng 10 năm thôi, không sao cả. Các bác dùng 10 năm thôi, dùng lâu quá em không bán dao được ấy các bác ạ. Đấy à, đến mã số 7 nhá. Em nói lại là mã số 6 sẽ có giá là 395.000 một em. Thòng mũi tù lưỡi 30 các bác nhá. Lưỡi của nó ngang nhau, chất lượng ngang nhau, khác mỗi cái cán thôi. Đấy. Còn đến con này sẽ là những cái con mà hôm vừa rồi em lên rất rất là nhiều và được các bác ủng hộ cái con này của em. Dòng sử dụng là lưỡi 21. Hơi nhọn một chút, bác là thích dưới nhọn mà hệ mèo cách tân ấy. Mình có tham khảo thông mẫu này cho em. Đấy, có ốp đồng ở em xin lỗi ạ, là dòng cán ốp. Con này là dòng cán ốp này. Thực sự là con này hiện tại em đang bị cái một cái khuyết điểm, đó là em đang kẻ hãnh hơi bé. Thì con này trước khi mà gửi cho tất cả các bác thì em sẽ kẻ lại cái hãnh ở đây cho nó to ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn bác là thích hãnh bé thì mình tham khảo cái dòng hãnh bé này cho em. Hãnh bé thì mình tham khảo dòng hãnh bé nhá. Hôm nay lên hàng dòng hãnh bé nhá. Dòng hãnh to thì các bác tham khảo lại video trước đấy cho em ạ. Video khoảng 3 ngày trước thì em đã lên, hình như em có lên con này là hãnh to hơn. Đấy, nên bác thích rãnh to, thích rãnh bé, chiều theo tất cả bác luôn. Đấy, một em như vậy chỉ có giá là 350.000 một em thôi. Quá là xịn sò luôn ấy. Em quá là thích cái con mẫu này luôn. Bởi vì em tâm đắc cái mẫu này. Năm nay em sẽ đưa mẫu này sẽ là một cái mẫu chủ đạo. Mẫu chủ đạo của năm nay mà từ đầu năm đến giờ các bác nha. Từ đầu năm giờ em ra được mẫu này em ưng nhất, mà cũng được các bác ủng hộ nhiều nhất. Đấy là cái em nói thật với tất cả các bác như thế. Còn mẫu phát, mẫu của 3, của 4, của 5 ấy là những cái mẫu từ năm ngoái mà các bác yêu thích đến bây giờ. Còn mẫu 2, mẫu 3 là dòng Parang, dòng mèo là từ ngày xưa các bác thích từ ngày xưa rồi. Đấy, thì là mình vẫn giữ những được những cái mẫu như thế để các bác mình lựa chọn. Còn bác nào mình thích cái hệ mi, mini, đi rừng, đi câu thôi, mình tham khảo sang mẫu này cho em. Con này sẽ là hệ mini đi rừng cho tất cả các bác nha. Em này thì dễ dùng, dễ sử dụng, dễ cầm nắm, vừa tay các bác nhá. Đấy, lưỡi em này rơi là 15, độ dày sống lưng là 5 ly. Là vì hai em này hai có hai cái gờ này thì cũng rất là xinh. Thứ hai là tạo cái sự chắc chắn khi mình cầm này. Thứ hai là nhìn nó cũng xinh này. Cá là cán ốp này, hai đầu đều có lỗ đuôi dao hết. Chốt ba đinh, hai đinh cho các cả bác cán ốp như này nhá. Mà đặc biệt là em này giá lại rất là vừa nha các bác nhá, cực kỳ là vừa nha. Có 250.000 một em thôi. Đấy, nên là các bác mình có thể ủng hộ em một con, hai con mình mang về dùng thử chẳng hạn. Hoặc mình cần thiết mình theo dõi lâu rồi thì các bác cho em xin một cái bình luận đi. Mình theo dõi em lâu rồi thì cho em xin một bình luận đi. Cho em xin một cái like, cho em xin một cái thả tim. Để em có động lực lên video với bác mỗi ngày các bác nha. Còn bác nào hóng cái video có vỏ, mình có thể ấn nút theo dõi kênh. Để tiếp theo đây em sẽ ra video có vỏ cho tất cả các bác để các bác cùng thưởng thức các bác nha. Số điện thoại của em các bác kết bạn Zalo tạm thời qua số là 0376722270 cho em nha. Còn gọi thì trực tiếp gặp em thì sẽ số là 0347753780. Anh em thợ rèn xưởng Gia Phúc Sen HD Cao Bằng chào tất cả các bác nha. Chúc tất cả các bác có một kỳ nghỉ một ngày thật là nhiều ý nghĩa và đón xem những cái video ủng hộ em các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều ạ. Xin chào.